Một nhà hoạt động trẻ gốc Việt nhận xét các phong trào biểu tình vì dân chủ đang diễn ra ở Hồng Kông là tấm gương và là mô hình kiểu mẫu rất đáng cho giới trẻ yêu chuộng dân chủ Việt Nam học hỏi. Anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, người vào năm 2000 từng được vinh danh giải Người Úc gốc Việt trẻ của năm, một gương mặt được nhiều người biết đến qua các hoạt động tích cực cổ suý cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, cho biết anh thật sự cảm phục khát vọng dân chủ, quyết tâm dấn thân vì lý tưởng của người trẻ Hồng Kông và rằng cuộc biểu tình khiến cả thế giới phải chú ý này thật sự là một nguồn cảm hứng quý báu cho giới trẻ Việt Nam. Vừa rời Hồng Kông sau 5 ngày tham gia, quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ cuộc xuống đường đòi quyền tự do chính trị của học sinh sinh viên trên bán đảo này, anh Tâm tường thuật với VOA Việt ngữ những gì ghi nhận được từ chuyến đi. Đây là một cái cuộc biểu tình, một cái cuộc bất công nhân sự được tổ chức rất là chủ đạo. Họ giữ được cái tinh thần kỷ luật rất là cao. Có tin nói rằng có một số thành phần trà trộn, gây rối, một số trường hợp bị vạch mặt đó là công an từ Trung Quốc cử qua. Theo ghi nhận trên thực tế của anh á, thì anh thấy cái việc này như thế nào ạ? Đó là những cái nguồn tin rất là chính xác. Một số người trong đoàn biểu tình bị tấn công ở những cái khu vực như Mong Kok hoặc là khu vực bay. Ngày hôm thứ 6, chúng tôi một cái tận mắt là một đám đông tấn công đoàn người biểu tình, la hét và có những cái hành động rất là bạo lực ngay tại cái khu vực Amro. Trước khi thật sự đặt chân tới đó, những gì mà anh đã được nghe và những gì anh tận mắt chứng kiến trong cái chuyến đi này, có điều gì làm cho anh bất ngờ hoặc là ngoài sức tưởng tượng không? Tôi cảm thấy rất là bất ngờ ở cái tài tổ chức của các người trẻ, ở cái tinh thần và dấn thân của họ. Họ làm cái công việc của mình đó, với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Ví dụ như 6-7 giờ sáng là đã có những anh em trẻ thức dậy để mà hướng dẫn người qua lại. Họ làm với một cái bầu nhiệt huyết rất là hăng say, hoàn toàn không có một cái sự mà hỗn loạn ở trong cái đoàn biểu tình. Một cái đoạn đường dài với 7-8 lần xe như vậy, và cái đoàn người là có những lúc tập trung lên tới cả hàng chục ngàn và có khi lên tới cả 100.000 người nữa, nhưng mà rất là trật tự. Khi mà có đông người rồi đấy thì tự nhiên mọi người đứng xếp hàng và tách ra cái lối đi lên và cái lối đi xuống trong một cái tinh thần ý thức rất là cao. Cuộc biểu tình này, ngoài cái vấn đề quyền tự do bầu cử, cái quyền tự do chính trị là những cái quyền chính đáng, nhưng mà ngược lại đó, cái sự biểu tình mà tập trung đông người mà kéo dài đông ngày nó cũng có những cái bất lợi, ảnh hưởng tới kinh tế, tới đời sống thường nhật của người dân nữa. Thì anh có nêu ra những cái câu hỏi đó với họ, cân nhắc lợi hại giữa cái việc họ đang làm thì suy nghĩ của họ như thế nào không? Tôi đặt những cái câu hỏi đó cho các anh em trẻ đó, họ chỉ cho chúng tôi những cái khẩu hiệu theo ở trên suốt cái đoạn đường biểu tình đó. Một cái những cái biểu ngữ đó có nội dung chúng tôi xin lỗi là gây phiền phức đến mọi người, nhưng mà chúng tôi đang đấu tranh cho tương lai của mình. Một cái khẩu hiệu khác thì họ nói là đấu tranh nó có tạo một cái sự bất tiện chút xíu đó, nhưng mà thà bất tiện nhỏ còn hơn là cả một cái tương lai tại cuối đầu. Anh có suy nghĩ gì từ sự kiện Hồng Kông liên hệ tới phong trào dân chủ Việt Nam? Thấy rằng đó là một khi chúng ta nắm vững những cái nguyên tắc đấu tranh bất bạo động, chúng ta nắm vững cái mục tiêu và chúng ta quản lý được cái mục tiêu đó cho đại khối đồng bào đó, thì con đường của chúng ta đi nó có được rất là nhiều cái ánh sáng. Điều cụ thể nhất học tập được từ các bạn bè đồng lứa bên Hồng Kông là phải làm chủ lấy tương lai của chính mình và phải đối diện với cái nghịch cảnh trước mắt và chấp nhận những cái khó khăn hiện tại để mình nhắm đến một cái tương lai tươi tốt hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm điều đó thì ai sẽ làm? Một số những cái kỹ thuật trong vận hành tổ chức, trong cái cách huy động, trong cái cách chuyển đạt cái thông tin để mà thế giới cùng lắng nghe cái mình. Cái đó là cái chúng ta phải học hỏi họ. Đó là một số những cái kỹ thuật mà nó sẽ đóng góp rất là nhiều cho cái phong trào đấu tranh hiện nay của Việt Nam. Toàn bộ cuộc phỏng vấn và nhiều hình ảnh về cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông có trên voatiếngviệt.com.